cơ hội trình bày. Tuy nhiên, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, từ ngày 11 tháng 1 năm 23, điều tra viên liên tục hỏi cung bị can 8 lần vào các ngày 11 tháng 1, 13 tháng 1, 17 tháng 1, mùng 10 tháng 2, 24 tháng 2, 22 tháng 3, 23 tháng 3 và 24 tháng 3. Thì, hội đồng xét xử và người tham dự phiên tòa có thể nhìn ở trên màn ảnh. Và điều tra viên đã tiến hành đối chất trong 2 ngày, ngày 26 và ngày 27 tháng 3 năm 2023. Khi tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và sơ cung ngày 11 tháng 1 năm 2023, bị can Hưng có ý kiến không lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được thể hiện tại bút lục 126852, 126925. Ngay sau khi bị can Hưng có ý kiến nêu trên, để đảm bảo chặt chẽ, khách quan, thận trọng, thượng tôn pháp luật, trong quá trình ghi lời khai và hỏi cung bị can, kiểm sát viên đã tham gia 3 cuộc vào các ngày 11 tháng 1, 13 tháng 1 và 24 tháng 3, được thể hiện tại các bút lục từ 126924 đến 126986. Tham gia 2 buổi đối chất vào ngày 26 và 27 tháng 3. Ngoài ra, trong giai đoạn truy tố, ngày 15 tháng 4, kiểm sát viên đã tiến hành phúc cung đối với bị can. Những cái việc làm này đã được thể hiện rõ trong hồ sơ vụ án. Việc điều tra viên, kiểm sát viên tham gia ghi lời khai, hỏi cung bị can nhiều lần như vậy mà bị cáo còn phủ nhận, dựng chuyện vu khống cho cơ quan điều tra, thì việc bị cáo không thừa nhận đã nhận tiền từ bị cáo Tuấn càng thể hiện sự cháo trở, dối gian của bị cáo. Qua nội dung trên, kiểm sát viên thấy tại phiên tòa, bị cáo Tuấn, bị cáo Hằng nói bị cáo Hưng là cháo trở, dựng chuyện là có lý do và hoàn toàn đúng. Về nội dung, bị cáo Hưng cho rằng lời khai của bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn là không khách quan, sai sự thật, có sự bàn bạc, thỏa thuận để đổ tội cho Hưng. Về nội dung này, kiểm sát viên thấy, thứ nhất, về thời điểm bắt, khởi tố, bắt tạm giam các bị cáo như sau. Lê Hồng Sơn bị khởi tố bắt tạm giam ngày 8 tháng 12 năm 2022 và bị tạm giam tại trại tạm giam B34 Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn bị bắt tạm giữ từ ngày 28 tháng 12 năm 2022 và bị giam giữ tại trại tạm giam B14 Bộ Công an tại Hà Nội. Bị cáo Hoàng Văn Hưng bị khởi tố bắt tạm giam ngày 11 tháng 1 năm 23. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng bị khởi tố bị can ngày 29 tháng 3 năm 23 và được tại ngoại. Như vậy, thời điểm bắt khác nhau, bị giam giữ tại nhiều địa điểm khác nhau. Nhưng Tuấn, Hằng, Sơn đều khai rõ và thống nhất về hành vi của bị cáo Hưng. Mà trong suốt quá trình điều tra hai vụ án này, các bị can đều không được tiếp xúc riêng với luật sư, gia đình không được thăm gặp, nhằm bảo đảm không lộ lọt thông tin từ bên ngoài vào. Do vậy, chúng tôi khẳng định lời khai của các bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn là khách quan,
không có sự bàn bạc thống nhất khi khai báo với cơ quan điều tra. Vì có cá nhân nào muốn cũng không được. Chính vì vậy, cơ quan điều tra, viện kiểm sát sử dụng lời khai của các bị cáo này làm chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Văn Hưng. Cái tính khách quan trong lời khai của các bị cáo này còn được thể hiện rõ và phù hợp với diễn biến kết quả điều tra vụ án chuyến bay giải cứu. Do thời điểm đấy, do Hoàng Văn Hưng là điều tra viên thụ lý chính. Cụ thể như sau: trong thời gian Hoàng Văn Hưng là điều tra viên thụ lý chính vụ án, Hưng đã trực tiếp gặp gỡ, hướng dẫn Hằng, Sơn cách thức khai báo đối phó với cơ quan điều tra. Thì Hằng, Sơn đều khai đúng như những hướng dẫn của Hưng, được thể hiện theo kết quả diễn biến điều tra vụ án chuyến bay giải cứu. Điều này được thể hiện ở các bút lục, từ bút lục số 127405 đến 127408. Sau khi bị cáo Hưng bị điều chuyển công tác vào ngày 16 tháng 9 năm 22, bị cáo Sơn bị bắt, thì Sơn, Hằng mới khai ra hành vi của Tuấn, Hưng và khai ra hành vi phạm tội của Hằng, Sơn theo đúng sự thật khách quan của vụ án, thể hiện tại các bút lục 127405, 127408. Thì qua lời khai của các bị cáo Tuấn, Hằng, Sơn trước và ngay sau khi các bị cáo bị khởi tố thì đều khai thống nhất về hành vi phạm tội của bị cáo Hưng, cụ thể như sau: từ tháng 9 năm 22, bị cáo Hưng bị điều chuyển công tác nhưng vẫn gặp gỡ, đưa ra những thông tin sai sự thật, thông qua Tuấn yêu cầu Hằng, Sơn đưa tiền để Hưng lo giúp Hằng, Sơn không bị xử lý hình sự. Về số lần gặp gỡ, địa điểm, thời gian gặp gỡ, phương thức liên lạc, giao nhận tài liệu và tiền cho Hưng được thể hiện. Thì theo yêu cầu của Hưng, những lần gặp, hướng dẫn, nhận bản tự khai và tiền của Hằng đều được thực hiện tại nhà Tuấn, đều thực hiện sau 20 giờ đêm muộn. Phương thức liên lạc là Hưng không trực tiếp liên lạc với Hằng mà liên lạc thông qua Tuấn bằng các sim rác không chính chủ hoặc ứng dụng Viber. Trong một khoảng thời gian ngắn, giữa bị cáo Tuấn và bị cáo Hưng đã liên lạc 435 cuộc, trong đó có 165 cuộc phát sinh thời lượng. Đặc biệt, có những thông tin liên quan đến quá trình điều tra vụ án, nếu Hưng không nói thì Tuấn, Hằng, Sơn không thể biết được. Ví dụ, Hằng tự thú sẽ được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật như trường hợp bị cáo Lê Văn Nghĩa, công ty Nhật Minh ở Khánh Hòa. Về vai trò của Sơn là tổng giám đốc, nắm 70% cổ phần, sẽ phải chịu trách nhiệm như trường hợp Hoàng Diệu Mơ, giám đốc công ty An Bình. Tên của các điều tra viên phòng 4 A09 hỏi cung đối với bị can Lê Hồng Sơn tại trại tạm giam B34, tên là Tuấn Anh. Rồi việc các cán bộ cục nghiệp vụ A01 có quan điểm gay gắt đối với Sơn. Rồi Hưng nói cho Tuấn Hằng biết quan điểm của kiểm sát viên, điều tra viên, lãnh đạo cơ quan điều tra về việc xử lý đối với Sơn. Và nội dung lãnh đạo cơ quan điều tra chỉ đạo A09 xin ý kiến của lãnh đạo viện kiểm sát tối cao đối với Sơn. Thì thực tế, sau khi lãnh đạo viện kiểm sát tối cao có ý kiến thống nhất thì cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam Lê Hồng Sơn vào ngày 8 tháng 12 năm 2022. Thì đây là những thông tin thuộc
bí mật công tác mà Tuấn, Hằng, Sơn không thể tự nghĩ ra để khai báo với cơ quan điều tra. Bản thân bị cáo Hưng trong quá trình tham gia phiên tòa luôn lấy lý do tiếp xúc bị cáo Hằng để vận động ra đầu thú là thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ và lãnh đạo cơ quan điều tra. Tuy nhiên, thực tế bị cáo Hưng không báo cáo lãnh đạo, không có sự phê duyệt của lãnh đạo. Bị cáo đã tự ý tiếp xúc trái với quy định tại điểm C khoản 2, điều 6, thông tư 126 năm 20 của Bộ Công an. Bị cáo Hưng gặp gỡ, hướng dẫn Hằng, Sơn khai báo gian dối nhằm mục đích cá nhân. Cụ thể, chọn địa điểm gặp là tại nhà riêng của bị cáo Tuấn ngoài giờ làm việc. Vào buổi tối, không liên lạc trực tiếp với Hằng mà thông qua trung gian là Nguyễn Anh Tuấn bằng hình thức sử dụng sim rác để che giấu hành vi. Sau khi chuyển công tác, không còn chức năng nhiệm vụ thẩm quyền mà Hưng vẫn tiếp tục gặp Hằng kể cả sau khi Sơn bị bắt. Đối với bị cáo Hoàng Văn Hưng đã thể hiện sự gian dối, chỉ khai báo nhỏ giọt những gì cơ quan điều tra đưa ra. Vâng.